Kính bạch sư, sư cho con hỏi, ví dụ con đang nghe pháp một cách nghiêm túc hoặc đang chú tâm học giáo lý về Phật pháp, ấy vậy mà bạn đó đi ngang qua lại có những hành động không tôn kính pháp bảo, con có sân và nói nếu không có niềm tin thì lướt qua chứ đừng trong tác phong đó, bộ dạng đó là phỉ báng tam bảo. Và kính thưa sư, trong trường hợp này con có tạo nghiệp gì không? Nếu mà xét theo A Tỳ Đàm á, thì mình đang trong một cái dãy tâm thiện ha, cái mình chèn vô cái khoảng tâm sân, tự nhiên cái ông đó đi ngang qua mặc đồ thấy ghét sân lên đoạn, là tự nhiên cái mình có một đoạn tâm sân, cái sâu rồi, cái người ta đi vắng rồi, cái mình quay lại kinh, nó lại tiếp tục một dãy tâm thiện, nó đơn giản vậy thôi nha. Cho nên là tâm nào thì nghiệp đó, tâm thiện thì cho quả thiện, mà tâm bất thiện thì cho quả bất thiện. Tâm sân thì nó cho quả tương ứng với tâm sân, mà tâm thiện thì cho quả tương ứng với tâm thiện, đơn giản như thế. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.